Đêm nay, cả thế giới sẽ hướng ánh mắt về thành Manchester. Tất nhiên, họ không hóng những drama nhiều như cơm bữa tại Man United, mà sự chú ý sẽ được dành cho những diễn biến của trận siêu kinh điển châu Âu giữa Manchester City và Real Madrid. Trận chung kết sớm ở lượt đi đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3, đôi bên bất phân thắng bại, cũng có nghĩa rằng kịch hay vẫn còn chờ chúng ta ở 90 phút tại Etihad. Sân khấu đã được dọn sẵn, như thường lệ, trước khi trái bóng lăn trên thảm cỏ sẽ là cuộc họp báo của huấn luyện viên đôi bên. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của hai huấn luyện viên xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola. Cuối tuần qua, Man City đã nhận tin vui khi trở lại ngôi đầu Premier League với việc cả hai đối thủ cạnh tranh là Arsenal và Liverpool đều để mất điểm. Đó là nguồn động lực lớn để toàn đội bước vào trận tứ kết lượt về, tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Etihad. Pep Guardiola đã đối đầu với Real Madrid 24 lần trong sự nghiệp huấn luyện. Ông giành 13 chiến thắng trong số đó, hòa 6 và thua 5. Quá nhiều lần đụng độ kiên kiên trắng, nên Pep khẳng định ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống, ngay cả khi Man City bại trận. Tôi không sợ họ, tôi rất tôn trọng họ, tôi đã đối đầu với họ nhiều lần, tôi tôn trọng Real Madrid, và nếu nói tôi e ngại họ thì sẽ là sai. Đó thực sự là trận đấu đáng chú ý cho tất cả. Bạn muốn đánh bại Real Madrid và thi đấu ấn tượng nhất có thể. Ở những trận đấu thế này, đôi khi bạn có thể thắng trong một khoảnh khắc hoặc đôi khi thua ở một pha bóng bất ngờ. Nhưng tôi không sợ. Nếu họ thắng Man City, tôi sẽ gửi lời chúc mừng. Đơn giản là họ đã chơi tốt hơn Man City. Ở lượt đi, Real Madrid đã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ với thay đổi cách bố trí nhân sự cũng như sắp xếp đội hình. Rõ ràng Carlo Ancelotti là một huấn luyện viên kinh nghiệm và luôn là một tượng đài ở giải đấu này. Do đó chúng tôi cần chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới. Các cầu thủ Man City đều thích những áp lực. Đây là trận chiến sống còn. Chúng tôi có thể dừng bước hoặc đi đến trận đấu cuối cùng. Tôi rất mong chờ được đối đầu với Real Madrid. Khi được hỏi về tình hình lực lượng, huấn luyện viên 53 tuổi mang đến tin mừng cho các cổ động viên Man City. Kyle Walker tập luyện tốt, cậu ấy cảm thấy điều gì đó nhưng cậu ấy cảm thấy tốt trên khuôn mặt và tâm trạng của mình. Tôi chưa biết Walker sẽ xuất phát ngay từ đầu hay vào sân từ băng ghế dự bị. Hôm nay chúng tôi có buổi tập cuối cùng và chúng tôi sẽ quyết định. Đó là tin cực kỳ tốt vì nhiều lý do. Mọi người đều biết phẩm chất của Walker, cậu ấy rất đặc biệt. Các bạn thừa biết thể chất là vô cùng quan trọng và trong bóng đá, đó là cách bạn thách thức đối thủ của mình. Tất cả các cầu thủ đều quan trọng vì ở Bernabeu tuần trước, chúng tôi gặp vấn đề lớn vì Walker và Ake không thể thi đấu. Gvardio có mặt vào phút cuối. Hôm nay chúng tôi ở vị thế tốt hơn để thay đổi một số cầu thủ và thực hiện một số điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. Điều quan trọng là Walker và Ake cảm thấy ổn. Có phần trái ngược với ông thầy, trung vệ Gvardio tự tin Man City sẽ lại khiến cho Real Madrid phải ôm hận ở đấu trường Champions League trong mùa giải thứ hai liên tiếp. Chúng tôi sẽ đối mặt với Real Madrid, ông vua của cúp C1 châu Âu Champions League. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi, thì tôi đảm bảo rằng chúng tôi chẳng có gì phải sợ họ. Nếu lo lắng và sợ hãi, tôi đã ngồi nhà và xem TV, chứ chẳng cần ra sân thi đấu. Man City muốn giành chức vô địch, và nếu muốn làm điều đó, bạn cần phải đánh bại Real Madrid. Để vô địch ở Champions League, Man City sẽ phải chạm trán những đội bóng mạnh nhất và phải loại họ trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang. Cũng trong buổi họp báo, tiền vệ Bernardo Silva cho rằng tỷ số 4-0 như mùa giải năm ngoái sẽ không lặp lại. Đó là hai mùa giải khác nhau và rõ ràng một trận đấu không thể xảy ra hai lần. Tôi cảm thấy Real Madrid mạnh hơn mùa giải năm ngoái. Chắc chắn họ muốn phục thù, vì vậy đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói về khả năng giành danh hiệu. Hai lần ăn ba liên tiếp, đó là nguồn cảm hứng của chúng tôi. Man City đang hướng đến chức vô địch Premier League thứ 6 trong 7 mùa giải, vô địch 4 lần liên tiếp. Và tất nhiên ăn 3 liên tiếp sẽ là một di sản. Trong một tuần nữa, có thể chúng tôi sẽ bị loại khỏi tất cả các giải đấu, nhưng lúc này chúng tôi vẫn đang chiến đấu vì danh hiệu. Người Madrid xem Silva là mối hiểm họa còn lớn hơn Erling Haaland. Trong lịch sử đối đầu giữa Man City và Real Madrid tại Champions League, Silva có thành tích cực kỳ ấn tượng. Anh từng có 7 lần chạm trán với kèn kèn trắng, thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 1, ghi 4 bàn và thực hiện một pha kiến tạo. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tỏ ra cực kỳ tự tin. Cuối tuần vừa qua, Real Madrid đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Mallorca và không có trụ cột nào bị chấn thương. Chính vì thế, tinh thần của kèn kèn trắng đang lên cao khi hành quân đến thành Manchester. Tôi nghĩ người hâm mộ Real Madrid bình tĩnh, họ không lo lắng. Trong giải đấu này, bạn không cần phải lo lắng nhất, bạn phải là người hạnh phúc nhất. Chúng tôi luôn thi đấu ở Champions League, tôi không thấy cuộc đối đầu là đáng lo ngại. Thay vào đó, hãy tin tưởng. Trong 2 hoặc 3 năm qua, chúng tôi đã đối đầu với Man City và đó luôn là những trận đấu ngoạn mục. Tôi nghĩ ngày mai cũng sẽ như vậy, một trận đấu ngoạn mục và rất thú vị. Tôi không nghĩ chúng tôi phải đánh giá những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi chỉ cần hướng tới ngày mai và tính toán cách chúng tôi tiếp cận
dựa trên những gì đã xảy ra một tuần trước. Chúng tôi phải cạnh tranh, chiến đấu và tin tưởng vào những gì chúng ta đang cố gắng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin rằng chúng tôi có những phẩm chất cần thiết để gây ra vấn đề cho Man City. Dù Erling Haaland không ghi bàn ở trận lượt đi, nhưng huấn luyện viên Ancelotti cho rằng tiền đạo người Na Uy luôn là mối đe dọa đáng sợ, chiến lược gia người Italia nói. Nếu nói về cá nhân, Haaland là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất mà Man City có. Cậu ấy không xuất hiện nhiều trong nửa đầu ở trận lượt đi, nhưng Haaland có lẽ là một trong những tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới lúc này. Cậu ấy luôn rất rất nguy hiểm. Ngồi cùng với ông thầy trong phòng họp báo là Jude Bellingham, anh cũng không giấu được sự háo hức khi chuẩn bị bước vào trận đại chiến cam go nhất mùa giải. Tôi đếm từng giờ từng phút đến lúc ra sân. Những trận đấu kiểu thế này là điều mà tôi mơ ước khi khoác áo Real Madrid. Họ là nhà vô địch ở 3 đấu trường mùa trước. Man City rất mạnh, nhưng Real Madrid có những cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi tin vào bản thân và năng lực có thể làm chủ cuộc chơi của mình. Khi được hỏi có lo lắng về phong độ bản thân không khi dạo gần đây khá tậm tịt, Bellingham thẳng thắn trả lời anh không bị ám ảnh bởi việc xé lưới đối phương. Thành thật mà nói thì tôi quan tâm đến thắng lợi của toàn đội hơn là việc bản thân có ghi bàn hay không. Dĩ nhiên, ai chẳng muốn nổ súng, nhưng tôi muốn tạo ra tầm ảnh hưởng trong trận đấu nhiều hơn là cứ chăm chăm ghi bàn. Tôi không đặt mục tiêu phải sở hữu bao nhiêu pha lập công đâu. Tôi chỉ hy vọng mình có thể điền tên lên bảng tỷ số càng nhiều càng tốt và những bàn thắng ấy giúp toàn đội chiến thắng. Bellingham cũng chỉ ra sự lợi hại của Man City nằm ở thứ chiến thuật lợi hại và cực kỳ đa dạng. Điểm mạnh nhất của họ là rất khó nắm bắt, rất khó đoán trước. Bạn tập trung một người, nhưng 10 ngôi sao còn lại sẽ đe dọa khung thành của bạn. Cần phải dẹp bỏ suy nghĩ về một cá nhân đi. Chúng tôi phải làm việc kỷ luật, bám sát chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra. Quan trọng là vào trận với tinh thần quả cảm, không sợ hãi. Đó là những gì mà cầu thủ và huấn luyện viên hai bên đã nói trước giờ bóng lăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đến lúc phần 2 của màn đọ sức long trời lở đất này diễn ra. 2 giờ sáng mai, hãy cùng chờ xem bên nào sẽ chiến thắng.